mã số 6 của chú. Mã số 6 là một cây em ghép thọ hương ha. Cây này cũng đi chung với cặp này là nó được ghép cũng được năm mấy ha. Rồi. Tàn thì toàn do ha, em đã chỉnh sửa nó một nước dây hết rồi. Quá trời. Giờ, giờ chỉ bấm đọt, mình đi phân đi thuốc, mình chờ Tết thôi. Loại này thì em ghép với loại thọ hương lá lớn. Đây, một cây cúc thọ hương siêu to khổng lồ luôn. Để quay một vòng này. Rồi quay đi cô chú. Hỏi nè. Tàn đó nè chị. Này đâu muốn hết chú ơi. Đây, phôi hình thú nha cả nhà. Cái hàng này xuất sắc luôn ha. Cô chú mình coi cái form tàn quá trời luôn nè. Cốt cành bên trong nè cô chú anh chị. Dạ em chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh Phúc An Garden nha. Và hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn mai của Duy Thanh hả cô chú anh chị. Dạ hôm nay bên vườn sẽ lên một số cái mặt hàng mai để giao lưu với cô chú mình nha. Dạ mong là cả nhà mình đón xem clip và ủng hộ cho bên vườn nha cô chú. Rồi, dạ chào chị Ngân ha. Chào cô chú đã tạo lại kênh của con ha. Thì hôm nay quay trở lại vườn con có lên một số mã giao lưu với cả nhà mà mình lấy bo về làm giống hoặc là chơi Tết. Và đặc biệt có hai cây phôi ở cuối clip ha, hai cây phôi đó là mây xù thì nó còn nằm đất ha. Cô chú có quan tâm thì con sẽ gửi cái video qua Zalo ha, các bạn gửi cái video qua Zalo ha. Rồi không để mất thời gian thì vô cái mã số 1. Cây này là một phôi gốc vườn ghép siêu bông mình lại ha. Cái giọng nó là cái giọng văn nhân ha, hình chữ C luôn. À cây này nó có bị lỗi ngay tên chỗ này ha. Theo vườn nên nó có cái lỗi chỗ này nhưng mà không sao hết ha. Rồi đem đo thông số cái này luôn nha chị ơi. Cái này phôi vườn nên nó rất là già ha, nó muốn có lên hiện tượng sụ luôn. 38 quạnh. Cái này mình cho bonsai đẹp lắm nha. Đúng rồi. Cao 95 ha. Tàn trên của ngang là 80. Đây có cái cành tử, cành tử này có thể là nữa mình xịt bỏ cành này mình chơi cành này cũng được nhưng mình để cho nó giờ để ấm. Em còn để. Rồi. Cây nó rất là già. Này mình ghép cũng khá là nhiều bo của chú, kính tàn rồi ha. Này mình ghép được bao lâu rồi ta? Này em ghép được 2 tháng rồi chị. Rồi, cây sung dữ ta, này cô chú mình coi nè. Cốt cành ở phía trên ha, nó rất là mọc nha cô chú anh chị. Cái này là bao Tết ha anh Duy Thanh? Dạ bao Tết chị, nên giờ mình chỉ về bấm đọt sơ sơ đi phân đi thuốc rồi mình chơi Tết thôi. À, rồi. Rồi mã số 1 này em giao lưu với giá là 5 triệu ha. Em bao ship cho mình ở khu vực miền Tây mình nha chị. Rồi 5 triệu nha cô chú anh chị mình ơi, bao ship khu vực miền Tây của chú mình coi cốt canh nè. Cây rất là khỏe mạnh ha, và đặc biệt là phôi gốc vườn nha cô chú. Hành to cho mình luôn, cây lực lưỡng nha cô chú mình. Rồi cô chú mình tham khảo ha, qua mã luôn nha. Số 2 luôn nha cô chú. Dạ mỗi số 2 con muốn giao lưu là một cây siêu bông bình lợi ha. Cây này thì nói chung là con ghép cái hàng F1. Tại vì có lấy bo hết 2 lần rồi nên cái tàn nó hơi ngắn ha. Này mình chơi Tết được luôn. Đó, này cũng là ghép một cái cây phôi gốc vườn. Khá đẹp hay cô chú mình. Cái củ ngoài nó nhìn nó rất là bự ha. Này cũng đo thông số luôn cây này. Chỗ này chỗ 6 hay ta? Chỗ này chỗ 7 chị. À, chỗ 7 luôn cô chú mình ơi. Hoành ở tên cổ là 25 ha. Xét cái đế cộng rễ là 28 ha. Cái củ luôn. Cái củ hao hao là cho tính 85 đi. Dạ. Chặt cái rễ ngoài ha. Siêu bông mình lại góc vườn chứ. Cố mập nè. Cao nó được tâm đúng. Dạ. Ngang nó được 75 ha. Nói chung là con đo có từ hao chút đỉnh hết rồi ha. Dạ. Cái củ nó rất là lớn. Củ đẹp hết cô chú, có cành nè cô chú. Cái hàng này là già cây rồi cô chú ơi. Tết này là F1 luôn, hàng F1 luôn anh chị. Rồi. Cái này F được hơn mùa rồi. Rồi, mình báo giá chị luôn. Dạ, cái này em giao lưu ý giá là 5 triệu ha. 5 triệu cho mã số 2. Rồi, 5 triệu mã số 2 cô chú ơi, siêu bông mình lại góc vườn ha. Cây này Tết là tàn thùm lùm nha cô chú. Bao ship cho mình luôn đó nha. Dạ, rồi. Rồi xuống luôn nè. Tiếp theo cô chú mình. Dạ, mã số 3 là một cây em ghép siêu bông Sài Gòn nha chị. Đây, siêu bông Sài Gòn luôn cô chú ơi. Cô chú 6 ha. Ôi, cái đế nó khá là duyên luôn nha cô chú. Cứng cây ha. Cái này ghép cái lâu này em ghép được một mùa chị. Ờ. Được một mùa ha. Ghép cũng khá là nhiều bo. Cái này nói chung là chơi Tết được ha. Ừ. Cái rất là to nha cô chú. Rồi, em ra thông số nó luôn chị. Rồi. Thông số nó là 28 ha. Rồi. Chiều cao nó là được 1m20. Ngang nó là 80 ha. Rồi. Cái chiều dài con thú của nó là được 49.
cây này vô một cái chậu kiểu nữa là rất là đẹp, nhưng mình cái chậu này mới thay để nuôi tới Tết rồi, hả, qua chậu không em thay chậu khác rồi. Cô chú ơi, cái đường lát thân đẹp nha cô chú, chỉ cần phân mố để ở trên ha. Giống như một con hàng lần luôn. Đây, siêu bông Sài Gòn cô chú Sáu luôn cô chú ơi. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi ha, em bao ship khu vực miền Tây cho mình thôi nha. Rồi, 4 triệu rưỡi luôn cả nhà mình ơi, cho xe hiện một cái là tới nơi cô chú mình nhận liền trong ngày luôn ha. Cây khá là đẹp nha cô chú anh chị, mình nhanh tay nha. Dạ, tiếp theo là mã số 4 ấy chị nha. Mã số 4 là một cây dạo Thủ Đức em ghép 6 mùa. Nó liền luôn cái đầu này nè. Này cô chú mình coi nè, quá trời luôn ha. Cây rất là già cây nha cô chú. Cây già này nói chung em chỉ có 1 2 cây trong vườn ha. Lên da luôn rồi. Này Thủ Đức già mùa hoa rất là đẹp nha cô chú. Chuẩn nha, hoa màu vàng đậm luôn. Rồi đếm ra thông số nó luôn ha. Số ngay cổ đây là 29. Dạ. Đây tại có cái rễ đây không có đâu, xuống tới dưới thì nó còn bự hơn xíu nữa ha. Cốt cành là hết. Cái cốt cành nè, cái cốt cành em để đó cái tay cành này đi. Tay cành này là được chín nè. Đó cái cốt nhất kia. À cái đó bự nhất. Cái gốc nhất đó là được 12. Dạ. Cao nó là 95 ha. Dạ. Ngang nó được 99. Quá trời. Cái tàn đẹp cô chú. Cái này hàng tàn tròn do luôn. Cái này đẹp nha cô chú. Tết cái là tròn do luôn cô chú mình ơi. Cái này thì quá đẹp luôn. Rồi cái này em giao lưu giá là 4 triệu rưỡi em bao ship đó ha. Rồi 4 triệu rưỡi bao ship nha cô chú anh chị ha. Khu vực miền Nam nha thằng. Đi nói chung là em đi luôn chậu này hết ha. Rồi. Cái này đi luôn chậu. Rồi cô chú ơi, mình tham khảo giùm em mã này nha. Mã số 4. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 5 ha. Đây, một cây cúc thọ hương siêu to khổng lồ luôn. Để quay dọc này. Để quay đi cô chú. Hỏi nè. Tàn đó nè chị. Này đâu muốn hết chú ơi. Đây, phôi hình thú nha cả nhà. Cái hàng này xuất sắc luôn ha. Cô chú mình coi cái form tàn quá trời luôn nè. Cốt cành bên trong nè cô chú anh chị. Này ghép bao lâu thôi? Dạ cái này em ghép được mùa mấy chị? Rồi. Tết này nữa là được 2 mùa. Rồi, Tết này liền đầu hết trơn cô chú ơi, nó liền hết trơn ha. Này ghép cốt cành ở ngoài cô chú nên là nhìn cái cây nó rất là đẹp luôn ha. Rồi mình đâu không số vậy Thanh ơi. Cốt đi lên nè. Thông số này là 33 ha. Rồi chung vô mắt rưỡi luôn ta. Chung vô cái mắt rưỡi luôn. Rồi, đây là cái đế nó dữ lắm ha. Đó. Nó phè ra cô chú anh chị nở đế lắm nha. Đang nằm trong cái chậu chính ha. Quá trời cái chậu luôn, nhìn bế xế luôn cô chú mình. Cây khá là đẹp luôn ạ. Cái này mà cô chú mình để nhà tết một cái nha. Chị chỉ xa xa em đứng rồi, gió không tới luôn ạ. Em đo cái nghiền đây. Thì cây này ở clip trước này em cũng đã có lên giao lưu rồi, nhưng mà tại vì khách nó hơi tục tặc xíu, bận thời gian nên cái này mới giao lưu lại ha. Cây này 1m3. Nói chung là nó cao hơn thước dây. Thước dây thì nó là mét rưỡi ha, tại vì nó đứng cao quá em đo không tới, thì nó hết thước dây này thì nó hơn mét rưỡi ha. Chắc cỡ mét 7, mét 8 cả nhà. Để nguyên đế hình thú luôn ha, tàn cái mít. Tàn quá trời đẹp. Cái này tết thì cho bông rất là đẹp ha. Ba bông tết cái này thọ hương lá bự cô chú, hoa rất là to luôn nha. Rồi mình báo giá nha cô chú luôn ha. Dạ, cây này em giao lưu với giá là 11 triệu 9 ha, em bao ship ở khu vực miền Tây cho mình, đi có chậu luôn ha. Rồi 11 triệu 9 cả nhà ơi. Xứng đáng đồng tiền luôn cô chú anh chị ơi. Cây quá trời đẹp ha. Cô chú mình tham khảo giùm em mã này nha. Mã này mã số 5 á thôi. Dạ mã số 5 chị. Rồi. Rồi mã số 7 á thôi. Số 6. Mã số 6 cô chú. Mã số 6 là một cây em ghép thọ hương ha. Cây này cũng đi chung với cặp này là nó được ghép cũng được năm mấy ha. Rồi. Tàn thì toàn do ha. Em đã chỉnh sửa nó một nước dây hết rồi. Quá trời. Giờ chỉ bấm đọt, mình đi phân đi thuốc, mình chờ Tết thôi. Loại này thì em ghép với loại thọ hương lá lớn ha, nên nó bông nó rất là to, bông chùm luôn ha. Thôi cái củ đế này của chú mình chị mà. Em quay bên trong cho cô chú mình coi nha. Cây này nó đúng là cái form tàn thông luôn cô chú, quá đẹp luôn nha. Rồi để em vô thông số cho nó luôn ha. Thông số cây này là 30. Rồi. Cái củ luôn nha Thanh. Đúng luôn ha. Quá trời bự nè. Củ này chắc to. Củ đo không hết luôn á, là nó được 70 ha. Dạ. Tại lấy cái củ thôi chứ không có lấy chèn qua tới rễ ha. Củ này là được 70. Nhưng cái ẹo bên đây nè cô chú, nó bự dưới đó. Cây này nó duyên như chỗ cái ẹo này nè cô chú. Nói chung là em đo bên đây em đo em có từ heo hết nè chị.
hoành thân nó là được bề ngang nó là được 81 ha. Rồi sao đâu cái tạng ta có 2 mét không? Keo này đẹp. Khoảng hơn 2 mét đó chị. Rồi, tại vì đo hết thước dây mà nó còn dư về nhiều lắm. Rồi nguyên mũi cây tàn thông của chú ơi, quá đẹp nha cả nhà. Nó xuất cái cây chứ. Mã số 6. Số 6 luôn, mình báo giá luôn nha thật. Dạ, cây này em giao lưu với giá là 11 triệu 9 luôn ha. Rồi cô chú ơi, nếu mình chốt một cặp cô chú đi chung ha. Giá yêu thương hơn cho mình luôn ạ. Dạ. Đây cô chú nè, còn cái cụ đẹp lắm. Đây là dữ lắm ha. Đúng rồi. Để cái tay này là dữ lắm luôn. Phôi đẹp nha cô chú anh chị. Nhà phôi này hoàn toàn là không có khuyết điểm nha cô chú. Đầu vô đuôi chuột luôn anh chị. Ta nó nhỏ xíu, bóp ngọn nhỏ xíu. Dạ. Rồi cô chú mình ơi, mã số 6 à. Mã số 6. Ừ. Tàn thông quá đẹp luôn. 11 triệu 900 ngàn bao ship cho cô chú mình ạ. Chú ơi thì tiếp theo là bên vườn của chị Thanh á, sẽ giao lưu với mình một cái lô mai siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị mình. Dạ cái lô này thì nói chung là cây nó cũng 8, 9, 10 ha. Cái này thì bán cho anh chị nào mồm muốn mua để bán lẻ lại á, thì em sẽ giao lưu với giá thật là yêu thương. Còn thí dụ như một cây hai cây thì sẽ giá dao động từ 700, 800 cho tới 900 ha. Dạ. Thì tùy theo cây, anh chị nào mà có ưng ý thì có gì kết bạn dép lào cho em ha. Rồi em gửi hình cây báo thông số chi tiết luôn cho mình cho nó dễ. Số lượng mà nhiều hả Thanh? Dạ số điện thoại của em là 0968334023 cũng giống như là số Zalo của em ha. Ừ. Cái này mình tầm khoảng có bao nhiêu cây? Dạ cái lô này em còn khoảng 300 cây chị. Rồi 300 cây luôn cả nhà ơi. Đây em có 1 cây để lên làm mẫu cho mình quay sơ thử cho coi. Loại này là mình chơi Tết ha. Cây này đã được mùa gửi rồi. Siêu bông Sài Gòn. Hàng đôn hết à? Dạ hàng đôn hết chị. Đây cô chú đang lên cái cây Tết tờ. Cái em chỉnh sửa nó nữa là nó rất là đẹp ha. Ừ. Này cô chú. Thì nói chung là anh chị mua càng nhiều thì cái giá nó có càng yêu thương ha. Để em đo mẫu cái hoành nó sơ sơ cho anh chị mình xem. Đây là 17 ha. Cao nó 50. Ngang nó là 55 ha. Thì nói chung là nó hoành với cái cao với cái ngang đó là nó cũng sắp xỉ 8, 9, 10. Thì cái giá thì nó dao động từ 700, 800 cho tới 900. Như cây này thì em sẽ giao lưu với giá là 700k em bao ship cho mình ha. Rồi cô chú anh chị, mình tham khảo ha. Cô chú mình có ý định mua đi bán lại thì mình tham khảo nguyên lô nha. Còn cô chú mình muốn mua lẻ thì mình cũng có thể alo cho Di Thanh nha. Dạ. Cây này cũng là một cây sù ha, sù này sù, nói chung là sù tới mắt ngọn luôn á. Sù kiểu sù chải ha. Sù chải. Cây này cao khoảng tới 5 thước. Tán ngang nó tên 4 thước ha. Nước sùi từ dưới lên tới tên, dạng sù chải. Đế cây này thì nó đều 4 mặt ha. Đế nó đều lắm. Sù nó hay cực kỳ luôn ha. Kiểu lên tới tên luôn. Rất ngọn ha. Một thân một cốt. Cây này nó nằm ngay tầng chỗ này là 50 ha, xuống đây là 60. Tổng cái hoành đế này nó là 80. Cây này là xù tới ngọn luôn ha. Cái ngang nó khoảng 4 thước, cao nó khoảng tên 5 thước ha. Xùi xù bích thân luôn. Một thân một cốt ha, giót ngọn xù già lên tới tên. Cái ngọn ở tên cũng xù luôn ha.
Đây hai tầng do. Dạ, thì hai cái mã số mai tàn vừa rồi cô chú anh chị mình thì đã kết thúc clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Dạ mong là cô chú anh chị mình xem clip ha, mình thấy được mã nào thì mình alo cho bên vườn nha. Dạ em chúc cô chú anh chị mình có một buổi tối thật là vui vẻ ạ. Dạ em cảm ơn và chào tạm biệt. Dạ em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo nha.